mà cần bản gốc của file tiếng này mà không bị chèn nhạc vào với lại giọng nói vào, anh em liên hệ số điện thoại của Thuận là 070-8252-799, gặp Thuận để Thuận bán cho anh em bản gốc không có bị chèn nhạc. Lý do Thuận chèn nhạc vô là do bài này là bài mới nhất bây giờ, làm rất là hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí trên mạng hoặc là một số anh em khác cho mình làm thì nó sẽ không hiệu quả. Cần bản gốc đầy đủ hơn và không bị chèn nhạc vào, hãy liên hệ số điện thoại 070-8252-799 nhập cộng để được tư vấn thêm. Hãy lưu ý những bản nhạc có tiếng riêng gồm khóc và các loại khối nhạc nhỏ vân vân đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đoạn đó để có được nhạc tiếng có hiệu quả hơn hẳn những tiếng không thay bản nhạc lên phải cho mạnh về. Nếu em nghe thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh trang bị của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn. Mà cần bản gốc của file tiếng này mà không bị chèn vào với lại giọng nói vào, anh em liên hệ số điện thoại của Thuận là 070-8252-799, gặp để Thuận bán cho anh em phần gốc không có bị chèn gì. Lý do Thuận chèn nhạc vô là do bài này là bài mới nhất bây giờ, làm rất là hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí trên mạng hoặc là một số anh em khác cho mình làm thì nó sẽ không hiệu quả. Cần bản gốc đầy đủ hơn và không bị chèn nhạc vào, hãy liên hệ số điện thoại 070-8252-799 để nhập cộng để được tư vấn thêm. Lưu ý những bản nhạc có tiếng chuyên gồm khóc và các loại khối nhạc nhỏ vân vân đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đoạn nhớ để tránh việc nhạc tiếng có hiệu quả hơn hẳn những tiếng thanh thay bản nhạc lên ở trên mạng về. Nếu em nghe thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh trang bị của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn. Mà cần bản gốc của file tiếng này mà không bị chèn nhạc vào với lại giọng nói vào, nên liên hệ số điện thoại của Thuận là 070-8252-799, gặp Thuận để Thuận bán cho anh em phần gốc không có bị chèn nhạc. Lý do Thuận chèn nhạc vô là do bài này là bài mới nhất bây giờ, làm rất là hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí